nó sẽ có hai cái chuôi cắm, tức là mỗi chuôi cắm mình sử dụng được 2 miếng dán, và hai chuôi cắm sử dụng được là 4 miếng dán nha. Tức là cô chú mình xài một lần là 2 miếng dán có 2 điện cực hoặc là 4 miếng, chứ mình không có xài 1 hoặc 3 nha. Rồi mình sẽ cắm 2 đầu điện cực vào 2 miếng dán chỗ đau nhất của mình, ví dụ như ở vai hoặc là ở bắp chân hoặc là cánh tay. Bên cạnh đó thì máy Dr. Hồ còn có một cái miếng dán bằng chân nữa cô chú ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh mở máy nha. Ở đây là off nè, và lên số 1, số 2, số 3. Mình chỉnh vừa đủ thôi nha. Tại vì có cô chú mình thích cường độ mạnh hoặc có cô chú mình thích cường độ nhẹ. Mình chỉnh vừa phải, chứ lớn quá thì mình sẽ nó co thắt nhiều ha. Rồi cái nút mode này nè, chế độ A, B, C, nó sẽ có 3 chế độ. Mình chọn một trong 3 kiểu đó, mình thích kiểu nào thì mình để lại ở chỗ đó ha. Và nút hẹn giờ 10 phút nè, 20 phút và 40 phút. Rồi cô chú thấy sử dụng đơn giản ha. Cái này thì dành cho những người mà chơi thể thao nhiều, bị căng cơ hoặc là bị đau nhức, giống như ở các cơ bắp, bắp tay, vai và bắp đùi. Bên cạnh đó thì máy massage này nó còn có chức năng là lưu thông máu huyết này ha, và massage thư giãn cho người dân phòng. Rồi thì hiện tại 2023 thì máy massage Dr. Hồ chính hãng nha, mình sẽ có 2 mẫu như thế này. Một mẫu xài bình thường, cái này thì máy này 1,8 triệu, phù hợp cho ông bà mình lớn tuổi và xài bình thường. Nếu hết pin thì mình bỏ pin ra thay pin mới. Còn mình có một cái dòng pin sạc ha. Dòng pin sạc này thì phù hợp cho những bạn trẻ, nó thời trang hơn. Cô chú mình nó 2,2 triệu, cô chú mình có thể xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 giây. Cô chú có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn để biết thêm thông tin chi tiết nha. Rồi chúc cô chú mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.